Hello mọi người, thì tiếp theo hôm nay em sẽ chiết một cái chai Dior Slow nha mọi người. Chai này là bản tester nha, 90ml Aerofarm. Thì hôm nay em sẽ chiết chai này sang ống 10ml cho mọi người dùng thử. Hương em này nó là hương hoa, nhưng mà nó không phải là kiểu bánh bèo nha mọi người, tại vì nó có pha gỗ nữa. Em vẫn có, và ai muốn dùng thử thì mình sẽ mua cái ống chiết 10ml như thế này nha, bản EDB luôn.